Một phạm nhân trong bộ đồng phục sọc bị hai người lính canh gác áp giải qua hành lang của một nhà tù. Không rõ lý do tại sao anh ta lại bị giải đi, nhưng chắc chắn rằng điểm đến của anh ta sẽ không hề dễ chịu một chút nào. Các tù nhân khác đứng ở cửa phòng giam của họ nhìn anh bị lôi đi. Tù nhân cầu xin các cai ngục rằng hãy rủ lòng thương xót, đừng bắt anh ấy phải vào đó. Và hãy cứ trừng phạt anh ấy bằng bất cứ hình phạt nào cũng được, nhưng đừng bắt anh ấy phải chịu đựng hình phạt kinh khủng đó. Hai người lính không quan tâm đến tiếng kêu của phạm nhân rồi lôi anh ta theo. Họ đi đến cuối hành lang và dừng lại trước cửa phòng giam cuối cùng, phòng giam số 667. Người tù nhân nhìn thấy phòng giam tối tăm trống rỗng thì hét lên, cố gắng vật lộn chống lại những người áp giải mình lần cuối trước khi bị khống chế và đẩy vào trong. Rồi hai người lính canh đóng sập cửa lại sau lưng anh ta. Anh đưa mắt nhìn xung quanh phòng giam chật chội và tối tăm. Tất cả những gì bên trong là một chiếc giường cùng tấm nệm mỏng và một nhà vệ sinh bẩn thỉu. Người tù nhân trông vô cùng sợ hãi, đôi mắt tìm kiếm xung quanh phòng giam như thể sợ rằng một con quái vật sẽ lao ra từ trong góc tối và tóm lấy anh ta. Bất chợt, anh nghe thấy tiếng rắc một cái. Giật mình sợ hãi, rồi quay lại phía sau, thì bắt gặp một dạng quái vật khác. Đứng giữa hai lính canh đã dẫn anh ta đến đây là một cai ngục thứ ba. Ông ta to lớn và đang bẻ các đốt ngón tay của bàn tay đồ sộ của mình như thể để đe dọa. Người lính canh khổng lồ với lấy một thứ treo bên cạnh của phòng giam. Đó là một giấy ghi. Hắn nhìn vào đồng phục của phạm nhân và ghi lại tên của anh ta. Người lính canh nói, mấy anh nghĩ sao? Một ngày hay hai ngày? Đối với gã này á? Một trong hai lính canh còn lại trả lời, hắn xứng đáng nhận được nhiều hơn thế cho những gì hắn đã làm. Tại sao? Hắn đã làm gì? Người lính canh khổng lồ hỏi. Hắn đã tấn công một trong những y tá. Hiện giờ cô ấy đang ở trong tình trạng khá tệ. Một trong những y tá? Các tĩnh mạch trên đầu người lính canh khổng lồ bắt đầu phình ra. Tay cầm bút chì của anh ta siết lại. Ai vậy? Đó là Gloria, người lính canh khác trả lời. Cây bút chì bị bẻ gãy trong tay người canh ngục khổng lồ. Người lính canh khác nhanh chóng nhặt nó lên và đưa nó lại cho ông ta. Qua hàm răng nghiến lợi, ông ta nói, tôi hiểu rồi. Khi người lính canh khổng lồ nhìn chằm chằm vào gã phạm nhân với ánh mắt giận dữ và hung bạo, anh ta bắt đầu quay trở lại phòng giam tối tăm, lo sợ về những điều có thể sắp xảy ra với mình. Mày thích tấn công y tá phải không? Được rồi, bọn tao sẽ cho mày nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về việc đó. Tao sẽ gặp lại mày sau một năm nữa. Hai cây ngục còn lại nhìn nhau, trong thâm tâm họ nghĩ rằng hình phạt này là quá nặng, ngay cả đối với một tội như thế này. Anh có chắc đó là một ý tưởng hay không? Một trong số họ hỏi. Nhưng đã quá muộn, người cây ngục khổng lồ đã ghi ngày tháng vào đúng một năm sau đó. Không, làm ơn xin đừng. Người tù nhân hét lên trong tuyệt vọng, lao về phía song sắt và vươn tay cầu xin với hy vọng nó sẽ giúp được anh ta bằng cách nào đó. Nhưng không, có tiếng gió xào xạc yếu ớt dường như mang theo âm thanh của những tiếng thì thầm. Và sau đó, người tù biến mất. Anh ta chỉ đơn giản là biến mất khỏi thực tại. Người lính canh cho tập đơn tiếp nhận lên tường trước khi quay người và nhanh chóng bước đi. Ông ta cần đến bệnh xá. Hai người lính canh kia không thể làm gì khác hơn là nhún vai và theo sau. Tội nghiệp, một người trong số họ thì thầm trước khi bước ra khỏi phòng giam trống. Một năm sau, và một đêm nọ, vẫn trên cái hành lang của nhà tù đó, người canh ngục khổng lồ đang đi kiểm tra các phòng giam bằng cách gõ dùi cui của mình vào song sắt, tạo ra những tiếng kêu lớn. Dậy, dậy đi, đến ngày nó về nhà rồi. Các tù nhân khác ngái ngủ đứng dậy khỏi giường và đứng trước cửa phòng giam của mình, cố gắng hết sức nhìn qua song sắt để thấy phòng giam ở cuối dãy. Đấy là điều sẽ xảy ra khi chúng mày dám đụng với nhân viên của tao. Nào dậy đi, dậy đi, hôm nay là ngày về nhà đấy. Ông ta đi đến cuối hành lang và dừng lại trước căn phòng giam cuối cùng, nơi bên trong trống rỗng và sấp giấy treo bên cạnh vẫn còn nguyên như một năm trước. Cửa mở, chẳng có gì bên trong ngoại trừ cái bồn vệ sinh và chiếc giường bẩn thỉu. Ông ta lấy đồng hồ ra kiểm tra thời gian. Tất cả mọi người, cả cai ngục và tù nhân đều tập trung vào căn phòng giam trống đó. Người cai ngục kiểm tra đồng hồ của mình một lần nữa. Kim phút điểm qua nửa đêm, và cũng chính thời điểm đó, cửa phòng giam bất ngờ đóng sập lại và tự khóa vào một tiếng cách. Cả nhà tù hoàn toàn im lặng, từng tù nhân chờ đợi với hơi thở dồn dập để xem điều gì xảy ra tiếp theo. Người lính canh lấy ra một chùm chìa khóa lớn và nặng. Ông ta nhét một chiếc vào cửa phòng giam, mở nó ra rồi bước vào trong, nhìn xung quanh và dường như vẫn chẳng có gì bên trong. Nhưng rồi sau đó, ông ta đã tìm thấy thứ gì mình mong muốn. Ở trong góc, gần bồn vệ sinh, là một bóng người.
co ro trong bộ đồng phục tù nhân sọc. Á chà chà, mày đây rồi. Người lính canh bắt đầu đi về phía tù nhân. Anh ta đã xuất hiện bằng cách nào đó trong phòng giam, nhưng dường như anh ta chỉ ngồi đó và không có phản ứng nào. Gã lính canh đưa tay xuống, đặt tay lên người tù nhân, lật anh ta lại rồi nói: mày tận hưởng kỳ nghỉ của mình như thế nào? Biệt giam là một trong những hình thức trừng phạt tàn bạo nhất vẫn còn được sử dụng trên khắp thế giới ngày nay. Sự đau khổ về tâm lý và thể chất kéo dài hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, thậm chí đôi khi hàng năm trời khi bị giam một mình có thể rất tàn khốc. Nhưng nó vẫn chưa là gì khi tồn tại một hình thức trừng phạt còn đáng sợ hơn, một thứ mà ngay cả những tên tội phạm cứng rắn nhất cũng phải sợ hãi và làm mọi cách để tránh. Đây là SCP-2701, còn được gọi là sự cô độc tột độ. SCP-2701 trông có vẻ giống như một phòng giam tiêu chuẩn nằm trong một nhà tù của bang Pennsylvania, hiện đang bị lên án. Nhà tù được xây dựng vào đầu những năm 1800, đã có tuổi đời từ rất lâu trước khi bị đóng cửa. Căn phòng giam với một bồn vệ sinh bẩn thỉu cùng một chiếc giường cũ và một tập đơn tiếp nhận bên trái phòng giam với nhiều mẩu giấy được gọi là tiếp nhận. Vật liệu xây dựng của phòng giam có vẻ bình thường và bản thân của chúng cũng không dị thường. Chỉ khi ai đó bị giam ở bên trong SCP-2701 và tập giấy tiếp nhận bên cạnh phòng giam được sử dụng thì tác động đáng sợ của nó mới xuất hiện. Khi một người bị nhốt vào bên trong phòng giam, tên của họ được viết trên giấy tiếp nhận và ngày tháng được điền vào phần ngày mãn hạn. Sự kiện kích hoạt dị thường này của SCP-2701 diễn ra 13 giây sau khi các điều kiện này được đáp ứng. Người bên trong sẽ biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn như thể họ không còn tồn tại nữa. Bất kỳ nỗ lực nào để hiểu rõ hơn về quá trình mà nó làm các phạm nhân biến mất đều không thành công, vì tất cả các thiết bị ghi âm nhìn vào hoặc đặt bên trong ô sẽ chỉ hiển thị hình ảnh tĩnh hoặc trống trong 13 giây trước khi phạm nhân biến mất. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khi quan sát trực tiếp hiện tượng này đã có báo cáo về những âm thanh của gió và những giọng nói thì thầm không xác định. Vì vậy, họ vẫn chưa thể xác định cái gì tạo ra âm thanh này. Vào lúc 12 giờ sáng ngày mãn hạn, cửa phòng giam bằng cách nào đó sẽ tự đóng và tự khóa nếu nó chưa được đóng. Vào lúc đó, vào đúng thời điểm này, người đã biến mất sẽ xuất hiện trở lại trong phòng giam bị khóa. Trong phòng giam bị khóa, thật không may cho người bị nhốt bên trong, mặc dù đã có thể trở về thực tại của chúng ta, song không chắc họ có thể bình thường như trước kia được nữa hay không. Các thí nghiệm đối với SCP-2701 đã tiết lộ rằng những người được đưa vào bên trong và biến mất sẽ trải qua trạng thái mất cảm giác hoàn toàn, trong khi tâm trí của họ vẫn hoàn toàn tỉnh táo trong suốt thời gian đó. Họ không cảm nhận được âm thanh, mùi hay cảm giác chạm vào bất cứ thứ gì. Họ thậm chí không nhìn thấy bóng tối, vì điều đó có nghĩa là nhìn thấy. Thay vào đó, họ thực sự không trải nghiệm bất kỳ giác quan nào. Hình phạt này gây ra ảnh hưởng tồi tệ đến tâm lý con người. Với các phạm nhân, báo cáo đã chỉ ra rằng họ phát hiện nỗi sợ hãi dữ dội đối với cả bóng tối và ánh sáng, chứng sợ hãi trước đám đông và cả nỗi sợ không gian hẹp, kể cả là sợ đi ngủ sau thời gian của họ trong SCP-2701. Đồng thời, họ sẽ không trải qua bất kỳ sự thay đổi nào về thể chất, kể cả quá trình lão hóa, cho dù thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhưng điều tồi tệ nhất của SCP-2701 là những người bị nhốt bên trong không trải qua thời gian với tốc độ như bạn hoặc tôi. Các thử nghiệm đã tiết lộ ra rằng một khi phạm nhân nào đó biến mất khỏi phòng giam, họ sẽ cảm thấy như thể thời gian bị kéo dài ra đáng kể. Với hiệu ứng kéo giãn, khiến họ cảm thấy thời gian với tốc độ được ước tính là lâu hơn bình thường từ 3 đến 400 lần. Điều đó có nghĩa là nếu ai bị giam bên trong vòng 2 giờ, sẽ trải qua thời gian như thể họ bị nhốt trong vòng 25 đến 33 ngày. Trong khi đó, ai bị giam trong cả năm sẽ cảm thấy như thể họ đã trôi trong một khoảng không hư vô trong vài thế kỷ. Các nhà nghiên cứu của tổ chức đã đưa ra giả thuyết rằng sự vắng mặt của bất kỳ kích thích bên ngoài nào trong khoảng thời gian dài sẽ khiến tâm trí phá vỡ cấu trúc suy nghĩ hợp lý trong nỗ lực giảm thiểu căng thẳng, và sự suy sụp tâm lý hoàn toàn sẽ sớm xảy ra sau đó. Để hiểu rõ hơn về tác động của SCP-2701, tổ chức SCP đã bắt tay vào thực hiện một số thử nghiệm sử dụng nhân viên cấp D. Trong một thử nghiệm thực hiện các nhân viên cấp D được biết đến với tên gọi D-77391, thử nghiệm bắt đầu lúc 11:45 tối và ngày mãn hạn được đặt vào nửa đêm sắp tới. Điều này dẫn đến việc nhân viên lớp D ở trong phòng giam 15 phút, mặc dù thời gian mà họ trải nghiệm thực sự kéo dài từ 75 đến 100 giờ. Khi D-77391 được phỏng vấn sau 6 giờ, tính từ thời điểm họ xuất hiện trở lại, họ mô tả thời gian bên trong của họ như một địa ngục thực sự, không trải qua gì ngoài sự trống rỗng. Họ không thể làm gì cả, họ không thể ngủ, thậm chí không thể hét lên. Họ chỉ còn lại một mình với những suy nghĩ và ký ức của họ. Điều duy nhất giúp họ không bị mất trí hoàn toàn là điều mà một trong những nhà nghiên cứu đã nói với họ trước khi bước vào phòng giam. Nhà nghiên cứu đã nói rằng bất kể họ cảm thấy thế nào thì họ cũng vẫn phải giữ lấy ý niệm rằng
họ sẽ quay trở lại. Họ cần nhớ rằng họ sẽ không ở lại đó mãi mãi. Mặc dù những lời động viên này dường như đã ngăn chặn được những tác động tinh thần tồi tệ nhất có thể đến với D-77391, nhưng nó cũng ảnh hưởng đến kết quả của cuộc thử nghiệm. Nhà nghiên cứu vi phạm sau đó đã được chỉ định lại vào một dự án khác sau khi bị đình chỉ 6 tháng. Tổ chức SCP lần đầu tiên biết đến SCP-2701 sau các báo cáo về một số dị thường tại một trại giam của tiểu bang Pennsylvania. Có rất nhiều lời phàn nàn từ các luật sư rằng họ không được phép gặp các thân chủ của mình và họ bị giám đốc nhà tù từ chối cho phép họ vào trong nhà tù. Cuối cùng, khi cảnh sát được điều động đến địa điểm để điều tra, người ta phát hiện ra rằng toàn bộ nhà tù trước đây là nơi giam giữ 137 tù nhân và sử dụng một số nhân viên. Hiện giờ chỉ còn có một người còn lại là giám đốc nhà tù. Ông ta mô tả quy trình kích hoạt phòng giam 667 và giải thích rằng ông ta đã giam từng tù nhân vào bên trong, từng người một và khiến họ biến mất. Quản giáo đã tham mô số tiền được cho là dùng để chăm sóc các tù nhân cũng như hối lộ các quan chức và các nhân viên cũ để được giữ bí mật về kế hoạch của ông ta và ngăn chặn bất kỳ yêu cầu điều tra nào. Giám đốc đã đầu hàng cảnh sát mà không xảy ra xô xát nào. Và một đặc vụ của tổ chức nằm vùng trong cảnh sát Philadelphia đã sớm cảnh báo các đội bộ SCP về những tác động dị thường của phòng giam. Khi một nhóm của tổ chức đến hiện trường, họ đã tìm thấy phòng giam chính xác như mô tả cùng với các hình thức tiếp nhận. Giám đốc nhà tù đã nói sự thật. Hơn 100 giấy tiếp nhận được điền vào tên của tù nhân với ngày mãn hạn từ 50 đến hơn 1.300 năm trong tương lai. Việc dễ dàng kiểm soát SCP-2701 đã dẫn đến việc nó được phân loại là an toàn. Nhà tù trước đây nơi đặt SCP-2701 được giám sát mọi lúc bằng giám sát video và âm thanh, cùng các nhân viên bảo vệ với trang bị tận răng luôn có mặt để bắt giữ bất kỳ đối tượng nào định vào trong phòng giam, cũng như ngăn chặn bất kỳ cá nhân nào bước vào bên trong mà không phải là một phần của thí nghiệm chính thức của tổ chức SCP. Bây giờ, hãy xem một mục khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-052, tàu xuyên thời gian, để biết về một dị thường dẫn thẳng bạn đến nơi chưa xác định. Và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký vào bản thông báo để không bỏ lỡ dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn về các lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.